Xin kính chào tất cả những khán giả của chương trình Bí mật của Tạo hóa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đã bao giờ nghe thấy cụm từ là cảm giác địa sinh học chưa ạ? Có thể nói rằng đây là một lĩnh vực mà không phải ai cũng biết và có những nguyên lý áp dụng cho cuộc sống của chúng ta mang một chiều hướng tích cực sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên là để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về chủ đề này thì ngày hôm nay chương trình Bí mật của Tạo hóa rất mong muốn là sẽ chia sẻ cùng với quý vị thông qua những cái lời tư vấn từ các chuyên gia của chương trình. Và trước tiên xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn hai vị khách mời sẽ xuất hiện trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là bác sĩ nhà cảm sự học Dư Quang Châu và người đẹp Hạ Long Trương Tùng Lan. Trước tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm xạ, nếu hiểu theo một cách đơn giản nhất, là khả năng cảm nhận sóng bức xạ của mọi vật trong vũ trụ, và cũng có thể diễn giải là quá trình lắng nghe cơ thể mình, thì cảm xạ đã tồn tại dưới các hình thức khác nhau từ hàng ngàn năm trước. Nguyên thủy có thể cảm xạ phục vụ mục đích bói toán và gắn với quỷ dữ. Cảm xạ được thực hành ngày nay có lẽ bắt nguồn ở nước Đức trong thế kỷ 15, khi được sử dụng để tìm kim loại. Kỹ thuật này đã được truyền bá sang Anh bởi các người khai mỏ Đức đến làm việc trong các mỏ than tại đó. Những dụng cụ đơn giản như con lắc hay đũa gập hình chữ L, chữ Y cũng được các nhà cảm xạ sử dụng để hỗ trợ. Tuy nhiên, một số nhà cảm xạ hoàn toàn không dùng thiết bị nào hoặc dùng các dụng cụ khác. Hiện nay, dụng cụ cảm xạ địa sinh học rất phong phú và đa dạng. Ngày nay, các nhà cảm xạ thực hành và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: y học, kinh doanh, nông nghiệp, khảo cổ học, ẩm thực, hình sự, phong thủy, kiến trúc, xây dựng, khí tượng thủy văn, địa sinh học. Trên thế giới, có hai học thuyết cố gắng lý giải sự hoạt động của hiện tượng cảm xạ: lý thuyết vật lý và lý thuyết tâm thần. Phương pháp vật lý đặt giả thiết rằng các dòng nước chảy ngầm dưới đất phát ra những bức xạ nào đó chưa xác định rõ hoặc rung một cách đặc thù mà một số người cảm nhận được. Bức xạ đó tác động tới hệ thần kinh của con người, khiến các cơ bắp rung động và kết quả là khiến con lắc hoặc đũa chuyển động. Các nhà khoa học cho rằng sở dĩ đũa chuyển động là vì trung tâm trọng lực nằm ngoài điểm tựa. Hệ ổn định mờ đó nhạy cảm với sự cố định không hoàn hảo, ví dụ cầm trong tay, chỉ phản ứng với trọng trường của trái đất. Lý thuyết tâm thần giả định rằng hiệu quả cảm xạ có thể liên quan với một trong những đặc tính của trí tuệ con người. Quan điểm này được xếp vào sự phân tích từ góc độ cận tâm lý. Tại Việt Nam, cảm xạ cũng được đề cập qua các khía cạnh: sự phát xạ của mọi vật thể và sóng hình dạng. Mối quan hệ hỗ tương giữa các bức xạ của vũ trụ và trái đất sinh từ tính học. Những trắc nghiệm nhằm khẳng định hiệu quả của cảm xạ học cũng đã được tiến hành như thí nghiệm Munchen. Một số người tuy đã đạt được kết quả trên trung bình trong quá trình thí nghiệm, có thể nói cảm xạ vẫn luôn là môn khoa học huyền bí nên còn nhiều tranh cãi. Nhưng chắc chắn việc lắng nghe chính cơ thể mình luôn luôn là việc mỗi chúng ta nên làm. Thưa bác sĩ Dư Quang Châu, rất nhiều khán giả sẽ ngay lập tức đặt ra câu hỏi: cảm xạ địa sinh học nghĩa là gì? Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra cho khán giả định nghĩa cơ bản nhất và dễ hiểu nhất để mọi người có thể có những khái niệm về bộ môn khoa học này được không ạ? Cảm xạ địa sinh học là nó xuất phát từ châu Âu và nó phát triển vào từ cái thập kỷ 50 cho đến bây giờ. Thì tên của nó là Radiesthesi ăn geobiology, tức là một cái môn mà người châu Âu người ta thường là áp dụng. Việt Nam mình gọi là địa lý. Nói tóm lại cho nó dễ hiểu. Dạ vâng. Vậy thì cảm xạ địa sinh học sẽ có tác động đến cuộc sống của chúng ta như thế nào và có ích gì trong cuộc sống của chúng ta? Cái cảm xạ địa sinh học là cái một cái môn rất là rất là quan trọng đối với cái người phương Tây. Bởi vì là khi mà họ chuẩn bị xây dựng một cái dự án mà xây dựng nhà ở hay là xây dựng một cái nơi mà sản xuất gì đó, thì họ rất là quan tâm vấn đề địa lý để xem cái vùng đất đó có thể là sinh sôi nảy nổ có tốt hơn, có cái người cư dân ở đó sống có sức khỏe có tốt hơn không, và làm ăn có tốt hay không. Như thế thì rất nhiều người họ sẽ thắc mắc là hình như nó khá giống với phong thủy đúng không ạ? Nó cũng tương tự như vậy đó. Nhưng mà cái cách nhìn nhận hai bên nó khác nhau. Dạ vâng. Cái khác nhau cụ thể ở đây thì là gì ạ?
Thí dụ như người phương Đông mình á, khi sử dụng phong thủy á, thì người ta rất là chú ý đến cái tuổi, cái mạng gì đó. Còn cái người phương Tây thì không có. Tôi thấy người ta nói cái đất là không không có chú ý về cái vấn đề tuổi tác, vấn đề hướng nhà phù hợp với tuổi tác, mà họ xem cái chỗ nào tốt nhất thì họ chọn cái chỗ đó. Đối với cái người phương Tây á, thì họ không có dành riêng cho bất cứ một cái nhóm người nào, mà họ sử dụng gần như toàn thể trên thế giới. Thí dụ như em cũng biết cái chữ mà La Vi, La Vi là cuộc sống. Thì thực ra là mình nghe chữ La Vi là cuộc sống, là cái sống nó đâu có quan hệ gì, nhưng mà cái người Pháp họ đến đây họ làm cái nước để uống á, thì họ nói rằng có nước thì có sự sống. Do đó tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới á, đều nằm ở bên ven sông hết, để có nước để mới tồn tại được. Thí dụ như Pháp thì có sông Sen ha, rồi ở New York thì cũng có nằm ở sông, rồi Trung Quốc, rồi Nga, rồi tất cả các nước trên thế giới đều như vậy hết. Dạ vâng. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cảm xạ địa sinh học thì rất là gần với cuộc sống của chúng ta. Nghe cái tên thì có vẻ khá là khó hiểu hay là phức tạp, nhưng mà thực ra thì nói nôm na đây là một cái bộ môn khoa học để nghiên cứu về những vùng đất mà đem lại cuộc sống có lợi cho con người, đúng không ạ? Đúng rồi. Một cái vùng đất mà có thể nói là chúng ta xem mà người Việt Nam chúng ta thì có một câu nôm nôm đấy ạ, là thiên thời với địa lợi, đúng không ạ? Thế thì còn với bạn Trương Tùng Lan, bạn đã hiểu gì về cảm xạ địa sinh học chưa ạ? Thực ra là khái niệm về cảm xạ địa sinh học thì Lan không có nhiều. Tại vì giống như là chị Châu có chia sẻ rằng người Việt Nam họ hay xem phong thủy khi xây nhà hay là chuyển đến một vùng đất mới nhiều hơn. Thì Lan cũng nghĩ nhiều về những cái nó mang nghĩa là phong thủy hơn. Ví dụ như là mình mệnh mộc thì mình cần phải có nước. Thì chứ không nghĩ rằng là tất cả các vùng đất thì đều phải có nước thì mới là tốt. Như thế Lan thì suy nghĩ theo hướng rằng là vẫn còn là xem tuổi nhiều hơn, giống như thầy nói rằng là cái phong thủy nó hơi khác với lại cảm xạ địa sinh học. Vậy thì tôi biết rằng là bạn cũng có kinh doanh, bạn có thường xuyên, người ta vẫn nói là bạn có tín không đấy ạ? Tín ạ, có tín chắc chắn rồi. Tại vì giống như là vừa mới chia sẻ thì mình kinh doanh thì mình phải đặt bàn phong thủy theo hướng nào, rồi hay là đặt đồ gì trong nhà, cây gì, cây kim tiền, rồi bình nước ra sao, như thế nào, ở các vị trí nào. Thì thường là mình có mời một thầy phong thủy đến trước khi mở một cửa hàng nào đó, thì thầy sẽ đo, sẽ có máy đo rằng là ở vị trí này thì nên đặt cây hay là vị trí kia thì nên đặt nước. Thì Lan cũng chỉ gọi là đặt niềm tin hết mình vào thầy thôi, chứ cũng không hiểu rằng là vị trí nào thì đặt cái gì là tốt cả. Và hôm nay thì tôi hy vọng rằng là với chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn là cảm xạ địa sinh học đã đến gần hơn với cuộc sống của những người Việt Nam chúng ta như thế nào. Cảm xạ địa sinh học thì đã xuất hiện ở Việt Nam được bao nhiêu năm rồi ạ, thưa bác sĩ? Cảm xạ địa sinh học xuất hiện từ năm 1997-98, tức là tôi là người đầu tiên đem cái phương pháp cảm xạ địa sinh học từ Pháp về. Nhưng mà nói về cái việc mà chọn hướng rồi chọn đặt cái điểm này nọ đó, thì đối với cái người phương Tây á, thì họ không có đặt cái vấn đề nặng lắm. Mà đặt vấn đề nặng á, thì tôi thấy cũng, thực ra tôi thấy nó cũng chưa thuyết phục lắm. Vì sao? Thí dụ như trong trường hợp là tôi có một cái chị đó, chị làm ăn rất là lớn ở Sài Gòn, có 4-5 cái nhà, trong đó có cả cái kho, rồi có cái những cái cửa hàng nữa. Nhưng mà chị mời tôi đến, chị nói bây giờ tôi nghe nói về thầy, tôi muốn thầy mời đến coi tại sao tôi làm ăn mà thất bại thế này. Thấy không? Thì trước đây tôi làm ăn rất khá, nhưng mà giờ là thất bại thế này. Thì khi tôi đến xem 4-5 cái nhà của chị đó, thì tất cả đều quay về hướng Tây. Thì tôi mới hỏi, tại sao mà chị lại các nhà, chị mua nhà, mua đất, chị làm cửa hàng này là hướng Tây hết? Chị nói là tại vì á, là ở đây thầy phong thủy nói tôi á, là Tây tứ trạch, cho nên là hướng Tây là sinh khí, cho nên tôi chọn hướng Tây. Nhưng mà cái câu của người Việt Nam mình đã nói từ trước rồi, ta nói cưới vợ thì cưới vợ hiền hòa, mà cất nhà thì nhà hướng Nam. Bởi vì hướng Nam á, là nó mùa hè thì nó mát, mùa đông á, thì nó ấm áp. Còn đến khi cất nhà hướng Tây á, thì cái mặt trời á, nó chiếu buổi chiều nó chiếu vô,
Nhưng mà thường á, mình ở đây á, là dân chúng thì đi làm việc á, thì đi sáng đi làm, thì chiều từ 3 giờ, 4 giờ người ta mới bắt đầu là người ta nghỉ sớm tí xíu để người ta mua sắm đồ các thứ cho nhà cửa. Thì khi đến những cái cửa hàng đó thì cái giờ mà cao điểm của cái hướng Tây á, mặt trời nó chiếu vô á, người ta vào trong cái cửa tiệm người ta rất là khó chịu. Và chính như vậy người ta bỏ đi ra ngoài. Thật ra khi mà cô này á, là ban đầu làm ăn rất khá, nhưng mà khi thành công rồi á, thì cất cái nhà hướng và chọn hướng Tây á, thì từ đó về sau thì suy sụp hết. Suy sụp là do cái hướng Tây, cái mặt trời nó chiếu thẳng, rồi họ làm ăn không được. Do vậy là đối với tôi thì cái đó nó chưa có thuyết phục lắm. Mà chúng ta nên chọn cái hướng nào mà người khách á, là ta đi buổi chiều á, là mặt trời nó xuống rồi mà nó không, cái hướng Tây nó nằm chỗ khác, nó không có nằm ở hướng Nam của mình. Thành ra người ta vô thấy mát mẻ này, dễ chịu nè, dễ chọn lựa nè, người ta đứng lâu được nè, và người ta có thể sắm mua đồ được, thì tất nhiên làm cửa hiệu em làm thì em sẽ khá hơn. Em qua cái cuộc này thì em có thể làm ăn khá hơn nữa. Mọi người thì thường là xem nhà theo là hướng cửa, nhưng mà chung cư thì hướng cửa lại là hướng đối mặt chung hành lang ấy, thì mình sẽ vẫn xem theo hướng cửa hay là chọn theo hướng ban công hay là như nào ạ? Thực ra là cũng như nãy tôi nói, mình làm sao mà cái nhà mình nó mát mẻ, dễ chịu, vào cái hai vợ chồng sống với nhau nó im thấm được. Cho nên là đối với phương Tây họ không có quan trọng cái vấn đề hướng cửa của mình. Bởi vì hướng cửa mình sao? Tại vì mình là nhà chung cư không bao giờ ta mở cửa, ai cũng đóng cửa, mà cái chỗ nào mở chính là cái cửa sổ. Cho nên cái nhà khi mà mình mua thì mình chọn được cái cửa sổ mà nó về hướng Nam thì ngon nhất. Tức là khi mà vô đóng cửa lại rồi, thấy không? Mà mở cửa hướng Nam chả ai dồn vô nhà mình, nhưng mà gió mái lúc nào cũng mát mẻ, thấy không? Thì vợ chồng con cái đều là thoải mái, thấy không? Ông chồng về nhà thấy nhà mát mẻ thích quá, vợ rồi hầu cơm hầu gạo xong ăn cái là không đi đâu. Còn nóng quá nó bỏ hơi đi uống bia đi mất tiêu. Bác sĩ vừa nói đến hướng ạ. Vậy thì hướng có phải là một trong những yếu tố của cảm xạ địa sinh học không ạ? Thì đối với cảm xạ địa sinh học họ cũng quan trọng cái hướng, nhưng mà cái hướng đó là phải đệm cho cái gió mái mát mẻ cho cái nhà mình, chứ không phải hướng đó phù hợp với cái tuổi của mình là đông tứ trạch hay là tây tứ trạch. Họ không có quan niệm về vấn đề tuổi. Dạ vâng. Vậy thì khi đến với Việt Nam thì cảm xạ địa sinh học đã được đón nhận như thế nào, và giai đoạn nào là giai đoạn thịnh hành nhất của bộ môn khoa học này? Thực ra là khi mà tôi đem cái phương pháp vào Việt Nam á, thì hai nơi mà tôi dạy nhiều nhất là Sài Gòn và Hà Nội. Thì mọi người phấn khởi lắm. Tại vì khi mà học được cái phương pháp này, họ cảm thấy nhẹ nhõm, không có bị một cái áp lực lớn. Trong khi là có nhiều người họ lỡ mua nhà hướng đó rồi, nhưng mà vì họ là không có hợp với cái tuổi thì là họ cứ băn khoăn. Nhưng mà bây giờ họ biết rồi, vô nhà mà mát mẻ, đầy đủ ánh sáng, đầy đủ gió mái là gia đình vợ chồng con cái vui vẻ là ok rồi, không có bị cái đó nó ràng buộc nữa. Mà chính như vậy là nhiều người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, là các thầy phán cái này phán cái kia làm cho gia đình nó lục đục. Chứ còn nếu đâu phải ai cũng có tiền muốn là mua nhà là có tiền mua nhà liền đâu. À, vâng. Vậy thì với cái phương pháp khoa học của cảm xạ địa sinh học này thì chúng ta có những cái kỹ thuật khoa học công nghệ nào áp dụng để cho phương pháp được hiệu quả không ạ? Đối với cái phương pháp cảm xạ địa sinh học á, mà khi mà chọn nhà cửa đó thì như nãy tôi nói từ ban đầu á, tức là bước vào thấy gió mái đồ mát mẻ ha, rồi mà chọn là thường thường ta chọn cái hướng Nam nhiều hơn để lấy cái gió ở biển Đông Nam rồi để cho có cái mát mẻ. Cái thứ hai nữa đó thì ở trong cái cảm xạ địa học nó có hai cái thiết bị, mà thiết bị đi đo cái một cái là địa từ trường, một cái là điện từ trường. Ví dụ như cái máy này là khi mà bấm vào thì có nút xanh thì cái chỗ này là sinh khí, nhưng mà nếu như là mút này thì là bắt đầu là hơi xấu một chút rồi. Còn màu vàng thì cái này bệnh tật, còn cái màu đỏ này là đất ung thư. Cho nên khi ta để lên vậy là ta đo cái điện từ trường, còn hãy đo ngang vậy là đo những cái máy móc thiết bị chung quanh, còn đo dưới đây đất là đo điện từ trường. Thì khi đo như cái này thấy là màu xanh không là tao nói cái nhà này ok rồi. Tức là không bị tác động của điện từ trường, không bị tác động của những cái máy móc thiết bị xung quanh, không bị tác động của điện từ trường thì cái nhà này ok. Kết hợp với gió. Đồng thời là ở bên Pháp là cái máy này cũng tương tự như vậy. Thì như vậy
là đối với bên Pháp ấy, thì và ở châu Âu ấy, thì nó có những cái nhà thì ta gọi là cái nhà là la maison de cancer hay là la maison de divorce, thì cái nhà đó là ai vô ở ấy, thì bị ung thư, người nào vô ở ấy, là ly dị. Thì sau này người ta mới tìm ra là những cái vùng đó đó nó có những cái vết nứt, có những cái dòng nước chảy ngầm chảy ở dưới và nó tạo ra một trường năng lượng xấu và nó làm cho cái những người ở đó bị bệnh tật, những người ở đó bị bực dọc khó chịu, hai vợ chồng ở vô cái là vài hôm cái là gây gổ nhau rồi ly dị, không là vì cái tác động của cái địa từ trường đó. Làm thế nào để chúng ta phán đoán được là vùng đất đó có tốt với công việc làm ăn kinh doanh thay vì là yếu tố về sức khỏe? Trong cái vấn đề cái địa sinh học á thì nó còn cái nhiều yếu tố lắm. Thì cái yếu tố thứ nhất là cái vùng đất ở chỗ đó là ở cái thuộc về gì. Đối với Tây á thì cái chỗ mà tốt nhất á là phải có metro, phải có xe buýt, phải có trường học, là phải có chợ để gần ở đó, thì chỗ đó là tiện lợi nhất để cái cuộc sống mình nó tốt hơn. Rồi mình kinh doanh cái gì mình cũng dễ, cuộc sống làm ăn thành ra. Tại sao mọi người cứ tụ tập vô trong cái thành phố, và có những cái chỗ á, thì buôn bán được, có chỗ thì không buôn bán được. Thì cái đó là phải coi cái đất địa. Nhưng mà ở trong những cái chuyện mà làm ăn á, đối với Tây thì họ là không phải cái yếu tố đó không. Mà thí dụ như một cái siêu thị thì họ sắp xếp á, những cái đồ đạc ở trong đó nó phải có khoa học. Thí dụ như đồ hàng á, họ sắp từng tầng lên. Nhưng nếu dưới đứa những cái đồ mà chơi của em bé đó thì họ tính là từng tuổi, ví dụ như 1-2 tuổi, 3-4, 1-2 tuổi thì mẹ nó phải bồng, vì mẹ nó phải bồng ở đây thì cái tầm nhìn của nó là ở cái mức độ nào để nó nhìn thấy để nó chụp. Còn cái đứa nhỏ mà 3-4 tuổi nó đi ở dưới thì nó phải có cái tầm nhìn nào để nó nhìn thấy cái món đồ nó chụp. Thành ra là đó là một cái khoa học. Và còn cái người lớn thì ta có cái tầm nhìn nào để người ta đến người ta không có phải cúi xuống hay là ngước lên, họ nhìn là họ thấy ngay. Thành ra là đó là một cái rất là khoa học. Thành thử là ngay cái chuyện mà cái chỗ mà để mà làm ăn, rồi cái hướng làm ăn, rồi cái chỗ mà sắp xếp hàng hóa đó, nó cũng phải là học hỏi một cách là nghiêm túc thì mới có thể là thành công được. À, Lan, bạn cũng đã thay đổi khá nhiều chỗ ở rồi đúng không ạ? Vậy thì sau mỗi cái lần thay đổi chỗ ở đó thì bạn có thấy có sự khác biệt trong công việc cũng như là cuộc sống của mình không? Thường là khác biệt. Tại vì là khác biệt thì mới thay đổi, mới thay đổi chỗ ở. À, giống như thầy nói đấy ạ, là mình sinh ra ở một nơi nào đó, mình cố gắng phấn đấu và mình có điều kiện hơn thì mình sẽ chuyển đến một chỗ ở tốt hơn. Và trước khi chuyển đến chỗ ở đó thì mình khá là lăn tăn về vấn đề là lúc trước thì gọi là phong thủy, bây giờ thì sẽ có tên mới hay hơn. Và quan tâm nhiều đến rằng là những thứ trong nhà có ảnh hưởng đến mình như thế nào. Thì Lan rất là băn khoăn, Lan rất là tò mò về những thiết bị của thầy. Thì ví dụ như là thầy chỉ đến xem là cái khu đất đấy là đất tốt. Thì ví dụ như em muốn hỏi rằng, ví dụ như một khu chung cư thì có đến cả ngàn người sinh sống trên cái mảnh đất đó. Thì làm sao biết được rằng là cái khu đất nào là đất tốt hơn, tức là căn hộ nào là căn tốt hơn những căn khác ấy ạ? Thì nãy tôi nói từ đầu á, tức là cái căn hộ á, mà cái cửa sổ mà nó quay hướng nam ok nhất. Nhưng mà sẽ cùng một tầng có rất nhiều căn quay hướng nam thì tất cả các căn đó đều tốt ạ? Đều tốt hơn với cái điều kiện, thí dụ như, nhưng mà cũng nói cũng không phải là cũng tùy theo cái môi trường ở đó. Thí dụ như cái người mà ở trên, ta có tiền chút xíu ta ở trên tầng cao ta tránh cái đường ồn ào, nhưng mà cái người mà ở dưới thì là bị ồn ào nhiều hơn. Hoặc là bụi bặm á, là ở dưới mình ở đây thì bụi bặm nhiều, thì ở mấy căn thấp 3-4 tầng nhiều khi nhà bụi dơ dáy, nhưng mà ở trên lầu á, là lên đầu 8, lầu 9, lầu 10 là không có bụi nữa thì nó dễ chịu hơn. Thành ra là cái chỗ quan trọng là cái chỗ dễ chịu để sống. Nhưng mà tất nhiên mình thấy thí dụ như cái khu ở mà Linh Đàm thì mình thấy khác rồi, nhưng mà đổi cái chỗ mà khác hơn đó, thì nó cũng khác. Thành ra cái giá nhà rồi cho cái chỗ ở nó cũng đều khác hết, vậy thì theo cái mức thu nhập của từng người. Nhưng mà nếu như em mà thu nhập khá hơn, em sẽ chuyển đổi cái chỗ khá hơn tùy theo cái điều kiện của em. Em còn một thắc mắc nữa là ví dụ như là em nghe mọi người hay nói chuyện rằng khi mình đến một căn nhà mới á, mình muốn biết là
nhà đấy có ma hay không, cái này nó hơi nhạy cảm một chút. Thì thường là mọi người hay mang chó mèo đến để thử cái đất đấy nó có xấu hay không ạ. Thì cái này giải thích theo hướng khoa học thì như nào ạ? Ở trong cái cảm sai đi sinh học đó, nó gọi là ký ức nơi ở, tức là cái ký ức nơi ở là có trước đây á, là thí dụ như có người họ làm cái chỗ đó là phòng nhổ răng, phòng làm răng rồi là hoặc là cái chỗ đó là phòng mổ gì đó, thí dụ vậy, hoặc là những cái nghề nghiệp nhạy cảm vậy đó, thì cái ký ức đó nó ghi vô trong cái bức tường. Thì khi nó ghi bức tường vô á, thì người ta sẽ chú ý là cái con mèo á là nó hay đến ngay cái bức tường, nó vờn ở chỗ đó. Thì người ta nói là những cái ký ức đó, ví dụ như người mà đi nhổ răng thì ai ai không sợ nhổ răng, mà lên mà nhổ răng người nào cũng có cái tinh thần là rất là khủng khiếp, thấy không? Rồi khi mà đang đi nhổ răng thì nó để những ký ức sợ hãi nằm ở trong bức tường đó. Thành ra khi mình đến mình cứ cảm giác mình sợ gì đó, mình không biết cái sợ là cái sợ gì. Thì ở trong cái địa sinh học nó có cái cách là nó dùng cái đèn cầy, mà đèn cầy trắng, tức là bạch lạp màu trắng, rồi họ có cái quấn vòng xoắn địa từ trường, họ cắm vô đó họ đốt, họ khi họ đốt xong á thì cái chỗ đó nó sẽ giải tỏa đi cái ký ức. Còn đối với người Việt Nam mình á thì người ta dùng cái phương tiện đơn giản hơn, đó là người ta dùng cái thái bồ kết á, người ta đốt cho lấy cái khói đó, người ta xông cái nhà đó thì cái đó nó cũng xóa ký ức. Hoặc là họ dùng những cái loại cây có cái tính mùi thơm, ví dụ mộc hương nè, rồi đinh hương nè, rồi tiểu hồi hương nè, rồi quế nè, rồi những cái loại thơm đó, họ đập ra nhỏ rồi họ bỏ vô cái lửa đó, cái than than hồng á, rồi cho xông cái khói lên nó tỏa ra để nó giải trừ cái mùi hương đó. Chứ còn cái chuyện ma rồi người ta không nói tới, thấy không? Mình tại mình sợ mình nói vậy thôi, chứ còn chỉ xóa được cái ký ức đó thì mình vô nhà đó an lành vậy thôi. Mà bên cạnh đó thì còn có những cái tác động khác từ phía môi trường, ví dụ như là bác sĩ vừa có chia sẻ rằng là chúng ta đã có cái những cái sóng từ trường xung quanh chúng ta đấy ạ, đúng không ạ? Và cái sóng từ trường đó thì sẽ tác động trực tiếp đến cái địa điểm, đến sức khỏe của con người sống trong khu vực đó. Vậy thì làm thế nào để những người bình thường họ có thể xác định được cái sóng từ trường từ dưới lòng đất đấy ạ? Thực ra là trong cái cảm sai đi sinh học á, là những người mà họ học về cái phương pháp á, thì họ có cái dụng cụ để họ đo, thí dụ như con lắc, thí dụ như đo đũa, thì họ đo, họ tìm ra những cái sóng, cái sóng ở đó. Nếu mà có máy móc thì tốt hơn, máy móc thì người ta chỉ bấm cái là ta biết ngay liền. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác của mình, cái cảm nhận của mình. Khi mình đến đó mình thấy mát mẻ nè, thấy đủ ánh sáng nè, thấy vui vẻ nè, thì mình chọn. Nhưng mà mình vô đó mình nghe hơi rùng rợn chút xíu, rồi mình thấy hơi lo lắng chút xíu, rồi mình cảm thấy là có gì đó mà không ổn, thì thôi mình tạm thời mình suy nghĩ lại, rồi mình hỏi hỏi lại những người xung quanh. Rồi mình nói cái nhà đây hồi trước này có ai có là cái làm cái gì không, thí dụ vậy. Tức là trước khi đến mình phải dò la chút xíu, nếu như mình không có những cái điều kiện máy móc thiết bị mình không có mấy cái đó. Cái thứ ba nữa là mình nhìn xung quanh coi chó nhiều hay mèo nhiều, bởi vì nãy nói đó, ví dụ mà mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì sang, cái vùng nào mà đất tốt thì chó nhiều, còn cái vùng nào đất xấu thì là rất là nhiều mèo. Ở đây mình chú ý cái điều đó, thì mình chỉ cần chú ý chút xíu mình thấy ngay. Em sợ đi sinh học chỉ phát hiện ra thôi và tìm cho mình một cái nơi ở tốt thôi, chứ còn nói sao chữa bệnh được. Tất nhiên cũng có chữa định được ở chỗ này, ví dụ như ở bên Pháp á, nó có cái vùng đất nằm ở phía nam mà giáp với cái Tây Ban Nha đó, thì cái tên nó là Lộ Đức, nó là Luther, thì người ta nói là có Đức Mẹ Maria gì đó xuất hiện ở đó. Nhưng mà thực ra là cái đất đó là cái đất rất là cực kỳ tốt, mà cái nước mà khoáng, nước nóng ở trong đó, ở trong cái núi đó, nó chảy ra, và những cái người ta đến tắm ở đó đó thì có nhiều người ta bệnh rất là nặng thì người ta được khỏi khỏi một cách kỳ lạ. Thì người ta gọi là những người đó khỏi nhờ phép lạ, là bởi vì người ta có sự tin tưởng về mạch là Đức Mẹ Maria. Nhưng mà thực ra theo địa sinh học đó, thì rõ ràng ở đây nó có
đất cái địa từ trường nó tốt, rồi cái nước của nó là tốt, và còn để nói là tốt cỡ nào nữa thì cái đó là nó có một cái khoảng riêng, cái nó có dịp tôi sẽ nói chuyện sau. Đấy. Nghĩ là chữa bệnh dễ hiểu nhất đấy là chưa mất ngủ ạ. Ví dụ như là có những bạn mà ở một căn nhà mà rất hay mất ngủ, hoặc là mọi người cứ hay nói đùa nhau là bị bóng đè ạ. Thế là em nghĩ là có thể là do cái đất đấy nó sẽ có những cái mạch nước hoặc là những cái từ trường gì đó nó xung điện thì họ nó giao nhau ạ, thì mình đã kê giường không đúng cái vị trí ấy. Thì khi mà cảm giác địa sinh học đưa ra thì sẽ giúp cho mình kê giường ở một vị trí nào để mình tránh được việc mất ngủ Đúng hơn. rồi. Ngay trong cái căn nhà cũng vậy, cái cầu thang á, cũng là đối với bên địa sinh học cũng rất là quan trọng. Thì họ nói là không có bất kỳ tuổi gì hay là sao đó, là cái cầu thang thì họ phải xoay theo cái ngược chiều kim đồng hồ. Tại vì sao? Tại vì cái địa từ trường á, là nó xoay ngược, cho nên là những cái cây mà mình thấy những cái dây mọc của ngoài đường á, là nó thường là nó xoay ngược chiều kim đồng hồ, nó quấn lên không. Cho nên cái trường điện từ đó mà nó đi như vậy, mình đi đúng cái nó thì cái cơ thể mình nó dễ chịu hơn. Và một cái nghiên cứu mà cụ thể hơn đối với họ đó, thì phương Tây họ sẽ làm một cái cách, ví dụ như cái cây mà hoài sơn á, mình ở đây là cây gọi là cây ra củ mài chẳng hạn, hay là sắn dây chẳng hạn, thì họ trồng xuống thì nó sẽ quấn ngược chiều kim đồng hồ. Thì họ sẽ trồng thí nghiệm hai cái cây, một cây là quay ngược, rồi xong một cây họ tự điều chỉnh cho nó quay thuận. Thì khi mà hai cái nó lên, họ cứ điều chỉnh cho cái thuận, còn cái nghịch thì nó vẫn cứ lên cái nghịch. Nhưng mà sau khi thu hoạch thì họ đào lên, họ thấy cái dây mà quay nghịch đó, mà theo tự nhiên á, thì cái tinh bột của nó rất là nhiều, rất ngon. Còn trong khi cái kia quay ngược lại thì cái củ nó chỉ còn cái xác không à, mà nó không có cái tinh bột. Địa sinh học nó gọi là đất này là đất sinh khí, nó gọi là địa sinh khí. Còn cái đất kia mà xấu á, là địa tử khí, cho nên mới đẻ ra cái chuyện mà La Maison de Divorce, đi La Maison de Cancer đó, nhà làm ung thư đó. Nhưng mà thực ra là ở dưới nền đất đó, nó còn kết hợp thêm cái ta gọi là lưới Ackman. Thì những cái nút Ackman đó, nó thường thường nó chồng chéo lên nhau, nhưng mà nó kết hợp với cái dòng nước chảy á, ở dưới đất á. Và cái dòng nước đó nó đúng ngay cái điểm đó, thì cái người mà ngủ nằm hoặc là ngồi trên cái chỗ đó thì họ rất là khó chịu. Lấy vợ thì lấy vợ hiền hòa, mà cất nhà thì nhà hướng nam, hoặc là trước cao sau chuối. Thì ở trước người ta trồng cái cây cao để cho gió nó luồn vô nhà được, còn ngoài sau chuối để nó chặn những cái gió mùa đông bắc, nó không làm cho cái căn nhà mình nó lạnh lẽo. Thế thầy ơi, ví dụ bây giờ mình đã sẵn công sẵn như thế rồi thì có cách nào để sửa không? Ví dụ như là người ta sẽ không có nhiều điều kiện kinh tế để chuyển đi nơi mới ấy, mà vẫn ở dưới cái khu bị ảnh hưởng bởi bởi điện từ như thế thì làm cách nào? Ví dụ như là trồng cây hay là để nhiều nước hay như thế nào không ạ? Dòng điện từ trường mà nó đi ở trên cái nóc nhà ta đó đều là nguy hiểm hết đó. Thì không có cách nào khác hơn là phải di dời dân chúng ra khỏi vùng đó, để cho bảo vệ cái tính mạng chính cái người dân ở đó. Nhưng mà nhớ là khi mà cái dòng điện cao thế mà khi đi qua một cái khu vực nào đó, là cái khu vực đó chưa phải là khu vực dân cư, nhưng mà dần dà người dân cứ vô đến ở, rồi chính quyền địa phương cũng không hiểu về vấn đề này, cho chấp nhận cho ta ở, cho đến khi mà xảy ra một cái sự cố thì lúc đó mà đòi hỏi nhà nước phải là giải quyết cho người ta là cái chuyện đó thì làm khó nhà nước quá. Đâu có thể nào di dời ra là tốn kém bao nhiêu tiền bạc đó, mà người dân là đồng thời phải kết hợp với nhà nước, bây giờ phải ý thức được điều này và dời nhà đi chỗ khác để bảo vệ cái đường điện. Ứng dụng của cảm xạ điện sinh học khi đưa đến Việt Nam để được Việt hóa như thế nào ạ? Sử dụng cái con lắc á, và hai cái đũa đó mà trong cái cảm xạ thì nó đơn giản hơn, và nó cũng rẻ tiền hơn, và cũng dễ thực hiện hơn. Thì khi có cái đũa thì những cái nó cũng là cái tính theo cái là âm dương thôi, cũng như là điện âm điện dương thôi. Thật ra là khi cái đũa mình cầm á, là nếu mà chỗ nào mà nó chập lại á, thì cái đất nó tốt, còn nó dạt ra thì cái đất nó xấu. Thì cái đó nó có cái cách hướng dẫn cụ thể. Thì khi mà mình sử dụng cái đó, mình đo cái là mình biết ngay. Và mình thì cái cách phòng ngừa cũng có cái cách phòng ngừa trong nhà, nếu như
những cái chỗ mà tác động nó nằm ở dưới lòng đất, thì người ta thường thường là người ta cho thạch anh đó, thì vào cái vùng đó thì nó giải tỏa được bớt đó. À, thế em hỏi chút là ví dụ như là ngày xưa thì người ta làm cách nào để người ta tìm được những cái giếng hoặc là những cái nguồn nước ở các vùng nông thôn ấy khi mà không có các thiết bị đo đạc như thế này ạ? Thực ra là cái kinh nghiệm mà của trong dân gian mình á, thì người ta đã có kinh nghiệm là chỗ nào mà ta cần đi tìm nước á, thì người ta bằng cách là lấy trà đó, tre đó mà khô á, người ta đến cái vườn họ bỏ từng nhúm như này, rồi họ lấy cái bát đó, họ trùm lại, rồi sáng mai thức dậy á, họ thấy cái chỗ nào mà nó ướt cái chè đó mà nó ướt nước hết á, ta nói là dưới có bạch nước ngầm, và ta đào lên thì có thể làm cái giếng được. Nhưng mà trong cái thời kỳ mà Pháp mà đến mà xâm lược mình rồi cai trị mình á, thì người Pháp á, họ ma mạnh lắm. Tức là những cái ông cha đó thì mấy ông cũng như ở trong miền Nam, ở miền Bảo Lộc, Lâm Đồng á, thì ở vùng đó là tìm mạch nước rất là khó. Thì mấy ông cha, mấy ông nói à bây giờ cha sẽ đi tìm cái mạch nước ngầm để cho các con. Thì thường thì dân chúng ở đó người ta mà cần nước thì ông cha tự nhiên đi tìm ra cái được cái mạch nước, người ta trọng cha lắm, người ta coi đó giống như là nhờ phép lạ của Chúa gì đó rồi mới tìm ra. Thực ra không phải, cái đó là họ làm cảm xạ và họ dùng cái đũa đó họ đi tìm, và họ tìm được, phát hiện được những cái mạch nước ngầm, và họ còn phát hiện cả được những cái dòng chảy nữa, và cái dòng chảy nó theo trục nào và lượng nước bao nhiêu, người ta có thể dùng cái dụng cụ cảm xạ để tìm được. Và khi tìm được cái mạch nước ngầm cái cách đó đó, thì cái người dân người ta rất là tin tin ông cha, thành ra là cái đó là một cách cũng tạo uy tín để cho cha truyền đạo cái thời lúc trước. Em thấy ở nhiều nơi ấy, thì cùng một khu đất nhưng mà có nhiều cây thì lại phát triển rất là tốt, nhưng có những cây thì lại phát triển theo hướng là nó sần sùi hay là nó bị mọc u cục ấy ạ. Thì có cái này nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà mình cảm xạ địa sinh học không ạ? Ở trong cảm xạ địa sinh học họ rất là quan trọng trong cái vấn đề mà xem những cái cây cỏ xung quanh. Cho nên là khi đến vào cái khu đất nhà cửa đó, người ta thấy mà cây cỏ mà nó tươi tốt, nó đẹp, là mà nó đi lên một cái thuận lợi, thì người ta cho rằng cái vùng đất đó là tương đối tốt. Nhưng mà có những cái cây mà nó sần sùi, như hồi trước mình nhớ ở đường Nguyễn Trãi, tôi để ý là nhiều cây nó nổi u, nổi sần, thì người ta nói là những cái vùng đất đó là không được tốt. Nó giống như người cơ thể mình vậy, nó có nổi u nổi dần là giống như cây mà gọi là cây ung thư vậy, thì cái vùng đất nó không được tốt. Cho nên người ta chọn lựa những cái chỗ mà cây cối tươi tốt, nó là đàng hoàng để người ta chọn chỗ ở. Nhưng mà tôi muốn nói thêm cái phần này nè, tức là hồi nãy tôi chưa nói đến cái phần mà chọn đất của địa sinh học á, là khi có một cái dự án để mà làm một cái khu khu đất ở đó, thì người ta trước nhất là người ta thả bò vô cái vùng đó và ta nuôi trong vòng 2 năm, và nhất là cừu. Khi sau 2 năm xong thì người ta bắt đầu tiến hành là lấy 10 đến 20 con cừu đó họ mổ ra, và khi họ mổ ra xong rồi đó thì họ thấy là những cái con cừu này á, mà những cái lá gan của nó mà tươi tốt á, thì họ nói đất này là tốt. Còn nếu như họ mổ ra mà thấy cái gan của những cái con cừu này á, nó bị rất là nhiều con bị những khối u, những cái ung thư á, là ta nói đất này á, là sẽ sinh bệnh, cho nên người ta không chọn đất ra để mà xây nhà. Do vậy á, mình mới thấy á, là có nhiều dự án ở trong nước mình làm đấy á, là tại sao có nhiều dự án họ xây nhà xong rồi bán không được, nhưng mà nó cũng phải có một cái lý do của nó chứ không phải không. Tại vì cái người mà ta vô ta chọn nhà, ta có cảm giác gì đó mà không thuận lợi lắm, hoặc là con cái bệnh tật rồi con nít rồi khóc thét rồi này nọ các thứ, rồi họ nói với nhau rồi người này người kia, rồi cuối cùng cái đất đó là ai cũng có cảm giác vào đó không được yên ổn lắm. Cho nên những cái đô thị ma mà mình hiện nay có nhiều á, nó cũng nằm trong cái điều kiện đó. Do đó là cái chuyện mà chọn một cái dự án để cất nhà thì ta làm được cái đó. Còn bây giờ trở lại cái vấn đề của trong cái căn nhà chúng ta đó, thì thường á, thì cái quan niệm ngày xưa người ta nói làm ngay cái thang lầu á, thì mình cái bức thang á, là cũng phải tính là sinh lão bệnh tử, cho đến người ta tránh cái chữ tử, vì ta nói chữ tử á, là hãy làm cầu thang xong cái gia đình có người chết.
Nhưng mà cái đó là hoàn toàn là phản khoa học. Tại vì là đối với người ở bên 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 Đức là nó có một cả một cái công trình nghiên cứu về về Ackman. Thì ông Ackman á, ông mới làm cho cái con chuột á, bạch á, để ngay chỗ người ta nói là tử á. Thì sau 49 ngày á, cho ăn uống đồ đất các thứ đàng hoàng. Nếu như mà cái con chuột đó nó tươi tốt á, thì làm sao là tử được. Cho nên á, mình cũng có thể thử nghiệm được vậy. Mà nói cái đó là lên cái tầng đó là tử, mình để thử coi. Nếu mà để đó con chuột nó chết á, sau 49 ngày tất nhiên cho ăn chứ để không nó chết đói. Thì lúc đó mình mới kết luận được. Cho nên mấy cái vấn đề mà để cho mình thấy cái quan niệm về cái sinh lão bệnh tử đó, mà làm vậy đó, làm cho cái người nhà ta lo lắng. Cái đó mà chính tôi giải tỏa cho rất là nhiều người. Mà sau này tôi muốn nói cho mọi người là dễ lo hơn, thì mình để là thay vì thì là sinh lão bệnh tử, thì mình tính bốn bậc là giàu sang phú quý, chỗ nào chọn cũng được. Vâng, rất là thông minh và cũng rất là dí dỏm mà. À, vậy thì thưa bác sĩ, với những người bình thường mà mong muốn là được học cái phương pháp của cảm xạ địa sinh học này thì họ sẽ phải học trong thời gian bao lâu, và sau cái thời gian học đó thì họ có thể áp dụng cho cuộc sống của mình cụ thể như thế nào? Ta học cái cảm nhận trước. Cảm nhận trước là bước vào cái nhà đó, thấy không? Mà thấy dễ chịu, ánh sáng đầy đủ, gió đầy đủ, ok rồi. Còn nếu mà học á, thì chúng ta mất chừng một tuần lễ là xong rồi. Mà mỗi ngày chừng 2-3 giờ đồng hồ thôi. Thì trong tuần lễ là mọi người có thể nắm được cái nguyên lý và cái cách thức để mà đo cái căn nhà sao cho nó dễ dàng rồi. Thành ra là cái chuyện này không khó. Cái điều quan trọng là chúng ta học để có một cái quan niệm đúng về cái vấn đề nhà cửa, để chúng ta chọn một cái nơi ở tốt lành hơn. Có một phần nữa mà tôi muốn nói thêm là vấn đề hướng nằm và cái hướng ngồi. Thường thì mình lo lắng cái hướng nằm và cái hướng ngồi của con trẻ mình. Thí dụ như bây giờ con trẻ mình ngồi thì nó ngồi hướng nào là tốt nhất, để mà cho nó học cho tốt nè, nó chịu khó nè. Mà chúng tôi là rất là có nhiều, thấy nhiều, rất là nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Có những đứa trẻ nó ngồi đó, mẹ nó nói, bố mẹ nói trời, nó không chịu học, nó đi chơi hoài, nó qua hàng xóm nó ở, rồi nó ngủ nhà bà hàng xóm, nó không về nhà. Thì lúc đó tôi đến tôi nói là nó cái hướng của nó không đúng. Không đúng là tại sao? Tại vì theo cái nguyên lý của địa sinh học là bắc từ trường, là nơi cái mặt nó phải quay về hướng bắc. Và khi quay về hướng bắc thì nó có sự tập trung hơn và nó học tốt hơn. Cái thứ hai là cái giường nằm cũng vậy, là cái đầu phải quay về hướng bắc để cho cái luồng điện từ trường nó thuận khí, thì chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn. Cho nên có nhiều người ngủ, hôm nay tôi ngủ khó ngủ quá, tôi nằm mơ rồi tôi bị bóng đè rồi các thứ. Tôi nói là tôi lại tôi kể giường, tôi thấy ok, được rồi, cho quay cái hướng này, cho đúng bắc từ trường nằm vô, ngủ ngon lành. Và cái đó cũng không có phải phụ thuộc về cái hướng cái háp gì hết. Thành thử là ở châu Âu họ làm kỹ hơn, tức là họ lên trên, họ chụp, vệ tinh họ chụp xuống, để họ xem coi những cái con mà súc vật ở ngoài đồng, rồi những cái con mà nai bò đồ ở ngoài rừng đồ, coi nó làm sao. Thì họ thấy tất cả những cái con vật đó đầu đều quay hướng bắc hết. Đó, là họ hàng chụp hàng bao nhiêu cái ảnh, bao nhiêu nghìn cái ảnh ở trên cái không ảnh, họ thấy là rõ ràng nó có một cái cơ sở. Và họ thử nghiệm bằng cách là cho con bò nó nằm ngủ đầu quay hướng bắc, ta cho con bò ăn uống quay đầu về hướng bắc, thì họ thấy cái lượng sữa của con bò cho nó nhiều và nó chất lượng hơn. Đối với những cái con khác nằm ở hướng khác thì cái chất lượng, cái số lượng không có đạt được bằng những cái con đầu quay hướng bắc và ngủ về hướng bắc. Vâng, và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cảm xạ địa sinh học nghe thì có vẻ phức tạp nhưng thực tế là khá là dễ dàng và áp dụng rất là gần gũi đến đời sống của chúng ta, đặc biệt là với những người Việt Nam. Những người mà thường xuyên nghĩ rằng là sẽ có một cái đấng siêu nhiên nào đó tác động đến cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta có thể thấy là phương pháp khoa học luôn luôn gần gũi nhất và cho ta những cái lý giải hợp lý nhất. Và mong rằng là với những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay thì đã cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những kiến thức về phương pháp cảm xạ địa sinh học,
Có thể đây sẽ là một pháp để quý vị áp dụng cho chính gia đình, cho ngôi nhà hay là cho công việc của mình để giúp quý vị sẽ có một cuộc sống thuận lợi và tốt đẹp hơn. Mong rằng điều đó sẽ xảy ra với tất cả những khán giả đang theo dõi chương trình Bí mật của Tạo hóa và những người mong muốn đạt được sự thành công và sự tốt đẹp trong cuộc sống này. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với cuộc trò chuyện và trao đổi ngày hôm nay với những lời chia sẻ rất là gần gũi và chân tình cùng với tất cả những khán giả của chương trình. Còn với những khán giả, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.